Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa các thầy cô, các đồng nghiệp, hôm nay tôi xin trình bày cái nội dung đề tài đó là chuyển đổi điều trị CBD cơ sở và bằng chứng. Thì phần nội dung chúng tôi trình bày có 3 phần nội dung. Thứ nhất là cơ sở chuyển đổi điều trị CBD, cái nhiệm thứ hai là bằng chứng chuyển đổi được điều trị CBD, và thứ ba là phần kết luận. Như chúng ta đã biết thì CBD là một cái gánh nặng toàn cầu. Hiện nay cái tỷ lệ hiện mắc là trên 380 triệu ca và tỷ lệ tử vong là trên 3 triệu ca một năm, đứng hàng thứ ba trong các nguyên nhân gây tử vong các bệnh trên thế giới. Và được cấp là một gánh nặng đối với bệnh nhân, làm tăng tiến triển bệnh cũng như tăng tỷ lệ tử vong. Thì mục tiêu điều trị của chúng ta đối với những CBD, tức là ngoài điều trị triệu chứng, chúng ta làm sao để ngăn ngừa được cái cơn bệnh tiến triển, ngăn ngừa cái cơn kịch phát và giảm tỷ lệ tử vong. Thì theo một nghiên cứu của tác giả Sushi, nghiên cứu trên 70.000 bệnh nhân tại Canada trong vòng 17 năm, thì chúng ta thấy là 50% bệnh nhân tử vong trong vòng 4 năm sau lần nhập viện đầu tiên vì cơn kịch phát. Và người ta đánh dấu câu hỏi là có phải đợt cấp này, cơn kịch phát này là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu hay không. Thì chúng ta thấy như cô Lan có nói là điều hiện nay điều trị ICS, mặc dù chúng ta đã khuyến cáo là chỉ sử dụng cho bệnh nhân nặng bằng nhiều đợt cấp, thì tuy nhiên thì hiện nay cho thấy ICS trong các nghiên cứu trong quốc tại Việt Nam cũng như tại trên thế giới thì tỷ lệ sử dụng ICS rất là nhiều. Trong một nghiên cứu tôi thấy là cái điều trị ICS nhóm A trên 40% và nhóm B trên 50%. Thì khi người ta quan sát cái tỷ lệ nhập viện, tỷ lệ tử vong khi do nhập viện ba nhóm bệnh. Nhóm bệnh thứ nhất là những bệnh đợt cấp CBD, rồi viêm phổi. Rồi viêm phổi do trên nền bệnh nhân CBD, thì tôi thấy cái tỷ lệ nhập tử vong thì có khác nhau. Ví dụ như viêm phổi thì tỷ lệ tử vong là trên 57%, đợt cấp CBD là 64%, và viêm phổi trên nền bệnh nhân CBD tức là trên 68%. Và khi phân tích đa biến thì chúng ta thấy cái tỷ lệ tử vong do nhập viện vì viêm phổi đồng mắc với lại CBD thì tỷ lệ cao hơn, và với cái P là 0.001. Thế thì theo khuyến cáo của Gold cũng như tại hướng dẫn của điều trị CBD tại Việt Nam, thì chúng ta thấy cái cơn dự phòng cái cơn kịch phát cũng là một cái điểm then chốt trong cái quản lý điều trị của mình, và nhấn mạnh cái vai trò của Lama hoặc là phối hợp Lama là một cái thuốc để mà chúng ta có thể phòng ngừa được cơn cấp. Và chúng ta thấy là cái phối hợp Lama thì là một cái ưu tiên trong cái điều trị nhóm D, nhóm D, và trong nhóm C, nhóm D là những bệnh nhân nhiều triệu chứng hay là cơn còn cơn kịch phát thì chúng ta có thể dùng cái phối hợp này. Trong quá trình điều trị thì chúng ta có thể chuyển đổi cái điều trị mình. Nếu bệnh nhân còn nhiều triệu chứng, còn nhiều cơn kịch phát thì chúng ta có thể tăng cũng là lên thang điều trị. Còn đối với bệnh nhân nào có bệnh nhân có cải thiện được, ổn định thời gian kéo dài, rồi có nhiều tác dụng phụ của thuốc thì chúng ta có thể giảm cái liều lượng ở đây cũng là giảm xuống thang điều trị. Thế thì tại sao chúng ta lựa chọn Lama là một cái thuốc ưu tiên trong cái điều trị hầu hết các trong cái giai đoạn của bệnh phổi tăng tuổi của CBD? Thì chúng ta thấy do tác dụng của các thuốc, do các vị trí của các thuốc tác dụng trên cây phế quản. Ví dụ như thuốc kháng cholinergic thì chúng ta thấy cơ chế tác dụng là ức chế tác dụng có thắt phế quản của acetylcholine, tác dụng trên ưu thể M3 trên các cơ trơn phế quản, và vị trí tác dụng của nó là đặt tại các phế quản gần phế quản trung tâm. Còn các thuốc kích thích thụ thể beta 2 thì cơ chế tác dụng là tăng CMP vòng, làm giãn cơ trơn phế quản, và vị trí tác dụng của nó ở các phế quản ngoại biên. Chính vì vậy khi chúng ta phối hợp thì sẽ làm tăng tác dụng của thuốc. Thì vai trò của thuốc giãn phế quản trong cái đợt cấp như thế nào, thì chúng thấy có nhiều cơ chế để mà biện minh rằng thuốc giãn phế quản có thể giúp cho dự phòng đợt cấp CBD. Ví dụ như ta có cải thiện được cải thiện ứ huyết phổi, chống kháng lực cần giảm kháng lực cần thở, rồi cải thiện chức năng hô hấp, thì chúng ta qua cái tăng cái khả năng hít vào IC, rồi nó giảm được cái sự tiết đàm, rồi ức chế hoạt động của RIS trong phế quản qua cái cơ chế là ức chế cái chuyển hóa lipoprotein của phế RIS. Rồi chúng ta có thuốc các thuốc Lama thì
cũng có tác dụng chống viêm trên cái nền phế quản qua cái cơ chế ức chế lycopene B4 vân vân. Tất cả những cơ chế này thì làm cho thuốc hoạt phế quản chúng ta có thể dự phòng được cơn cấp COPD. Với các cơ sở trên thì chúng ta có nhiều nghiên cứu để chứng minh rằng cái việc chuyển đổi trong cái điều trị đó có thể làm chúng ta tăng cường, làm tăng hiệu quả lên của các thuốc giãn phế quản của cơ quan quá trình điều trị COPD. Thì có nhiều nghiên cứu thứ nhất là nhóm nghiên cứu thứ nhất là so sánh hiệu quả của phối hợp LABA/LAMA, đặc biệt cái liệu pháp đó là incaterol lycopyrrolium so với đơn trị liệu LABA/LAMA hoặc là acetLABA. Thì chúng ta thấy trong nghiên cứu FLAGE, chúng ta thấy là đây là nghiên cứu trên 200 bệnh nhân, trên nhóm bệnh nhân nặng và trung bình, chia làm 3 nhóm song song ngẫu nhiên, chia 3 nhóm là intracaterone ticoprolium so với nhóm giả dược và so với nhóm sử dụng tiotropium, theo dõi thời gian 6 tuần. Cái tiêu chí theo dõi đó là đánh giá cái triệu chứng khó thở qua tiệm số TDI cũng như chức năng phổi. Thì qua 6 tuần thì chúng ta thấy là cái phối hợp đi intracaterone ticoprolium thì cải thiện cái triệu chứng khó thở so với nhóm giả dược và nhóm tiotropium, cũng như cải thiện được FEV1 dưới đường cong so với nhóm giả dược và nhóm sử dụng tiotropium sau 6 tuần. Nhóm nghiên cứu, cái nghiên cứu thứ hai là nghiên cứu SPARC, chúng ta thấy là nghiên cứu này trên 2.000 bệnh nhân, cũng nhóm bệnh nhân nặng và trung bình, chia làm 3 nhóm điều trị incaterol ticoprolium, nhóm sử dụng tiotropium đơn lẻ và lycopyrrolium đơn lẻ. Thì tiêu chí để theo dõi đó là cái chức năng phổi và tần suất xuất hiện đợt cấp. Thì chúng ta thấy sau thời gian 64 tuần, chúng ta thấy cái nhóm sử dụng intracaterol và lycopyrrolium cải thiện chức năng phổi, tăng FEV1 so với nhóm sử dụng tiotropium và lycopyrrolium. Và cái nhóm sử dụng incaterol lycopyrrolium cũng giảm tần suất đợt cấp COPD, đặc biệt chúng ta thấy là giảm so với, so với nhóm lycopyrrolium là 12% và so với nhóm tiotropium là giảm 10%. Nghiên cứu nhóm thứ ba là nghiên cứu FLAM, đây là nghiên cứu không thua kém, so sánh giữa hai nhóm intracaterol ticoprolium phối hợp so sánh với nhóm salmeterol fluticasone, so sánh về cái tần suất xuất hiện đợt cấp. Thì ta thấy sau thời gian nghiên cứu 52 tuần thì chúng ta thấy cái nhóm intracaterol ticoprolium thì không những không thua kém mà còn tốt hơn so với nhóm salmeterol là fluticasone, giảm tần suất 11%. Và đặc biệt là nhóm sử dụng incaterol ticoprolium giảm thời gian đến cơn cấp đầu tiên so với nhóm salmeterol fluticasone, đặc biệt là nhóm chúng ta giảm đến 18% trong tất cả các nguy cơ của các cơn kịch phát, và giảm 22% giảm nguy cơ các cơn kịch phát nặng và trung bình. Nhóm nghiên cứu thứ hai là nhóm cấu chuyển đổi điều trị từ LABA hoặc LAMA hoặc acetLABA sang phối hợp điều trị LABA/LAMA. Nghiên cứu thứ nhất là nghiên cứu Bristol, chúng ta thấy là nghiên cứu đa trung tâm trên 500 trung tâm phân ngẫu nhiên nhãn mở trong 12 tuần trên 4.300 bệnh nhân. Thì trong nhóm này thì trong có hai nhóm điều trị, thứ nhất là sử dụng acetLABA và nhóm thứ hai là giữ sử dụng LABA hoặc LAMA đơn lẻ. Sau thời gian phân ngẫu nhiên bắt đầu vào điều trị nhãn mở thì chúng ta chia làm hai nhóm điều trị acetLABA, sẽ tiếp tục một nhóm điều trị tiếp cái phác đồ cũ, một nhóm điều trị chuyển sang điều trị incaterol và ticoprolium. Và nhóm thứ hai điều trị đơn lẻ LABA hoặc LAMA thì tiếp tục một nhóm tiếp tục điều trị phác đồ cũ và tiếp tục một nhóm thì chia làm điều trị bằng intacaterol và ticoprolium. Sau 12 tuần chúng tôi thấy cái nhóm intacaterol và lycopyrrolium cải thiện chức năng phổi, tăng FEV1 so với nhóm sử dụng LABA, acetLABA hay là nhóm sử dụng LABA hoặc LAMA đơn lẻ. Và cũng cải thiện được chức năng phổi, cải thiện được cái triệu chứng khó thở qua tỷ số TDI ở nhóm kết hợp. Nghiên cứu FLASH, nghiên cứu đây là cũng nhóm so sánh một cái nhóm sử dụng acetLABA sau đó chuyển sang LABA/LAMA, thì chúng ta thấy sau 12 tuần thì cái nhóm sử dụng incaterol ticoprolium cũng cải thiện chức năng phổi, tăng 45% minit FEV1 và tăng 100 minit FEVC so với nhóm sử dụng salmeterol và fluticasone. Cuối cùng thì chúng ta thấy có nghiên cứu DACOR, đây là nghiên cứu tiền cứu quan sát
trên 12.000 bệnh nhân CBD tại 500 trung tâm. Nghiên cứu này thực hiện vào tháng 10 năm 2013 và kết thúc vào khoảng tháng 10 năm 2017. Thì có hai cái phân tích mà chúng ta trong nghiên cứu đắc co thì chúng ta thấy trong 12.000 bệnh nhân đó thì có 2.000 bệnh nhân sử dụng thuốc LABA, sử dụng acid LABA trước đó, và một nhóm sử dụng acid LABA, LABA triple therapy sau đó chuyển sang LABA LAMA. Và sau một năm chúng ta theo dõi thì chúng ta thấy cái nhóm LABA LAMA mà chuyển từ acid LABA thì có giảm cái tỷ lệ cơn kịch phát từ 32% xuống đến 14%, và cái nhóm LABA LAMA được chuyển từ triple therapy thì không có thay đổi về tỷ lệ được cấp. Phân tích thứ hai đó là chúng ta thấy sau thời gian theo dõi ổn định và một năm thì chúng ta chọn, người ta chọn lựa ra khoảng 1.046 bệnh nhân sử dụng LABA LAMA và 1.046 bệnh nhân sử dụng triple therapy, và sau chúng ta bắt cặp từng đôi để mà phân tích. Thì sau một năm chúng ta thấy bệnh nhân sử dụng thuốc LABA LAMA thì có ít có kịch phát hơn so với nhóm triple therapy 15% so với 26% với cái P là 0.001. Kết luận thì Gold 2018 nó chỉ ra thuốc giãn phế quản phối hợp LABA LAMA là thuốc lựa chọn hàng đầu cho bệnh nhân nhiều nguy cơ xảy ra cân cấp, và bệnh nhân CBD có thể chuyển đổi an toàn từ các liệu pháp ICS, triple therapy hay là acid LABA. Và chỉ có một nhóm nhỏ bệnh nhân bạch cầu ECG cao, rồi bệnh nhân có kiểu hình nhiều cân cấp, rồi bệnh nhân có hội chứng trồng lấp thì có thể sử dụng được ICS. Thì phần trình bày của chúng tôi đến đây xin chấm dứt. Xin cảm ơn chúng ta đoàn cũng như thứ anh chị và thầy cô. Vâng, xin đa cảm ơn bác sĩ Duy đã trình bày xong cái phần báo cáo cuối cùng. Thưa các thầy cô, các anh chị, thì vì thời gian cũng còn nữa, sắp tới có phần hội thảo vệ tinh ngay sau đây rồi. Thì xin thay mặt chủ đoàn xin được cảm ơn tất cả các báo cáo viên đã chuẩn bị công phu các cái bài báo cáo. Bây giờ thì nếu có cái vấn đề gì cần trao đổi thì các quý vị trao đổi trực tiếp với báo cáo viên. Xin chào cảm ơn và kết thúc cái phần session về COPD ở đây. Xin cảm ơn tất cả thầy cô, các anh chị. Bây giờ các thầy cô, các anh chị căn cứ vào theo các cái session của hội thảo vệ tinh thì tham dự các cái